Thưa quý khán giả, hiện nay khi xã hội phát triển thì nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cây cảnh của người dân ngày càng nâng cao, được xem là món ăn tinh thần cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Và từ nhu cầu thực tế đó mà nghề trồng cây cảnh cũng đã phát triển theo, nghề này đã giúp cho nhiều hộ phát triển khám khá. Chương trình Tê Đô Nghệ Mới sáng nay chúng ta sẽ cùng đến với mô hình trồng mai và tùng của anh Trương Mã soái ở ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình trong những ngày này anh trương mã soái ở ấp vĩnh nhuận xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh tất bật chỉnh sửa lại bộ rễ của những cây mai cho đều đẹp và tạo dáng cây thẳng đứng để xuất bán vào dịp tết nguyên đáng trước đây anh có nghề nuôi cá tra tuy nhiên đến năm 2015 từ bảy công đất của mình anh đã chuyển hẳn sang trồng 3.000 cây mai vàng và tùng khi chuyển sang một nghề mới anh gần như bắt đầu từ đầu và điều quan trọng nhất là học hỏi kỹ thuật chăm sóc tôi cũng học từ cái ngành của ba tôi về xung quanh cũng bạn bè anh em để có kinh nghiệm chăm sóc cho cây cảnh cho ngày nó đẹp hơn. Phương châm của anh để tạo niềm tin cũng như thu hút khách hàng thì ngoài tạo dáng cây, chăm sóc bộ rễ đẹp, to, đều, theo thị hiếu của khách hàng, anh còn có kỹ thuật riêng để giúp cho cây khỏe mạnh, chất lượng hoa tốt trổ vào đúng dịp Tết. Hiện nay, vườn cây kiện của anh lúc nào cũng có khoảng 3.000 cây từ nhỏ đến lớn, cung cấp đều đặn cho khách hàng. Khách hàng của anh có đều khắp ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay tôi cũng tạo ra những cái cây tùng cây mai làm ra sản phẩm để mà mua bán cho xung quanh là những người tiêu dùng và tạo công an chuyên làm ổn định cho gia đình và xung quanh cho mấy anh em bốn năm anh em này kia rồi cũng có công an chuyên mặn cũng cộng thêm cũng sửa chữa rồi cây cảnh rồi cho bạn bè có nhu cầu thu nhập cũng ổn định con ăn học thì cũng học đại học thì kia cũng sắp ra trường rồi cũng khỏe rồi cũng cuộc sống cũng khá khá được tôi cũng mong muốn là được các cấp chính quyền hỗ trợ về mặt kỹ thuật về nguồn vốn để tôi tạo ra cái sản phẩm đẹp về cái mô hình của anh sói thì trước kia thì anh sói cũng nuôi cá cha thì nó cũng có thu nhập nhưng mà nó cũng không được ổn định từ khi anh chuyển qua về cái qua kiển này thì có thu nhập ổn định hơn phát triển cái dịch vụ qua kiển này phục vụ cho cái phát triển của địa phương ngoài trồng cây bán anh còn làm thêm nghề chăm sóc tạo dáng cây kiển cho bà con xa gần nhằm tăng thu nhập gia đình đồng thời phát huy tính sáng tạo sự tinh xảo khéo léo của mình góp phần tăng hương vị của cuộc sống làm đẹp thêm cho đời